Bản tin sáng ngày 4 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm qua có thêm 119 bệnh nhân xuất diện. Nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi đến nay là 36.277 người. Hiện còn 1.480 bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó có 999 bệnh nhân được điều trị tại nhà, còn lại là tại các cơ sở y tế. Trong ngày 3 tháng 3, không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19. Hiện tổng số bệnh nhân tử vong là 371 người. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 250 ca nhiễm mới, giảm 10 ca so với ngày trước. Trong đó có 173 ca trong cộng đồng, giảm 26 ca. Cụ thể, 32 ca ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ, 27 ca ghi nhận tại thị xã Giá Rai, 20 ca ghi nhận tại huyện Đông Hải, 20 ca ghi nhận tại huyện Hòa Bình, 18 ca tại thành phố Bạc Liêu, 16 ca ghi nhận tại Bệnh xá Công an tỉnh, 13 ca ghi nhận tại huyện Chính Loại, 8 ca ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 7 ca ghi nhận tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh, 7 ca ghi nhận tại huyện Phước Long, 5 ca ghi nhận tại huyện Hồng Dân, 71 ca ghi nhận tại các điểm cách ly, 6 ca đến về từ các tỉnh thành khác.